Khăn ướt Mamami chủ động ngừa hâm, chăm từng kẽ ngách. Frisogun mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. Vợ đâu ai làm gì mà nhè mồm ra hả? Bố ở đây, bố chị ạ. Chị biết trắng bát không? Trắng bát. Ừ. Bây giờ đấy. Thì là chị xin không trang điểm được đâu. 1, 2, 3. Bố ơi. Rồi, sang một bên. 1, 2, 3. À, xong rồi. Xong rồi. Đây, dựng tay em. Đây, cầm tay em. Đúng rồi. Thịt vào thì mới khỏi được nhá. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thermatong Energy. Mẹ rửa tay nhá, mẹ cho con uống sữa nhá. Đợi mẹ một chút. Sáng bố có cho con uống sữa không đấy? Cái gì? Sáng bố có cho con uống sữa không đấy? Sáng tưởng ăn ấy rồi không phải uống sữa nữa. Không. Thảo sao? Thế à? Nó thiếu nước đấy. Thế à? Ngày phải 3 bình chứ. Hôm qua có thấy khóc thế đâu nhỉ? Sáng hôm qua ăn phở xong cũng cho con ăn sữa luôn. Không, con phở xong đi chơi luôn đấy. Trời ơi, con ăn xong bao giờ cũng phải sau bữa ăn là 15 phút sau nó phải ăn uống sữa luôn. Thế à? Tưởng là buổi tối mới thế. Không. Đó sao ăn cuối? Nhỉ? Ta bỏ 2 bữa sữa buổi ban ngày của con. Nhỉ? Thương quá.